Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa quý vị thiền hữu tri thức, quý vị thân hào nhân sĩ. Kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Trong buổi chia sẻ Phật pháp ngày hôm nay, tìm hiểu giáo lý Đức Thầy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, ôn lại 4 câu trong 846 câu của Thánh Phẩm Giác Mê Tâm Kệ, tức là quyển thứ tư mà Đức Thầy sáng tác vào người ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão. Thì đây cũng là một cái chuyên đề chúng tôi cũng có trình bày ở nhiều nơi. Tuy nhiên thì hôm nay cũng muốn nhắc lại để đồng đạo chúng ta có dịp nghe lại để rồi ung đúc hơn trong cái tinh thần tu hành của tất cả quý vị. Thì bởi lẽ Đức Thầy ra đời mở đạo thì Ngài luôn có một cái tư tưởng khách quan. Yếu tố đầu tiên là Ngài khai mở đạo Phật giáo Hòa Hảo tại miền Nam nước Việt. Và đặc biệt nơi đây Ngài cũng đã xác định rằng cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh, chọn người trung hiếu. Giặc hoặc là Ngài cho biết rằng chuyển miền Nam địa càng thâm diệu, lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta hiểu về một cái tính về khách quan, về cái thực tế nhất, thì Đức Thầy ra đời mở đạo ở tại miền Nam nước Việt để khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và Ngài đã chọn cái làng Hòa Hảo cũng như chọn Đức Ông và Đức Bà làm thân sinh và thân mẫu ra một cái vị hoạt Phật để giáo dân hướng thiện. Thì chính vì vậy cho nên khi trước khi ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão thì Đức Thầy có đi dạo Lục Châu. Ngài đi 49 điểm. Khi đi dạo Lục Châu, Đức Thầy lúc thì giả ra cái người tàn tật, lúc thì giả người đôi đuôi cùi, lúc thì giả người bán mắm, lúc thì giả người bán cá, lúc thì giả kẻ bán cao, lúc thì giả gái chưa chồng, vân vân. Thì tùy theo tình huống mà Đức Thầy có thể ứng hiện mọi cái hoàn cảnh khác nhau nhằm để thị chúng, nhằm để tìm hiểu cái cảnh sống của người dân Nam Bộ trong lục tỉnh như thế nào. Cho nên đặc biệt thì trong quá trình dạo 49 đạo điểm dạo Lục Châu thì Đức Thầy đã có diễn luận lại trong sám giảng quyển nhất, tức là trong sám giảng khuyên người đời tu niệm. Thì trong 49 điểm này thì đồng đạo thấy rõ rằng nó rải rác rất là nhiều trong ở các cái tỉnh của Nam Kỳ lúc bây giờ, trong giai đoạn năm 1939. Thì ngay thời đoạn giai điểm này thì lúc bây giờ chúng ta có 3 tỉnh miền Đông và 3 tỉnh miền Nam, miền Tây, còn gọi là Nam Kỳ lục tỉnh. Cho nên thì sau khi đi thị chúng như vậy thì thứ nhất là Đức Thầy thấy cái cảnh quắc phá gia vong, Đức Thầy thấy cảnh khổ của mọi người dân. Và cái thứ hai là Đức Thầy thấy rất rõ đạo Phật đang suy di, đạo thánh thì cũng như đạo lão thì gần như bị tắc liệm hẳn. Lúc bây giờ con người không có còn trở lại với nhân thường đạo đức nữa, mà đa phần là chạy theo những cái danh vọng. Và đặc biệt thì cũng có một số người dân rất là khổ sở trước ách thống trị của thực dân Pháp. Vì vậy cho nên Đức Thầy Ngài mới dựa vào cái hoàn cảnh thực tế, Ngài mới kêu gọi đánh một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người thức tỉnh để trở về với tinh thần dân tộc và trở về với con đường đạo Pháp. Mà Ngài cho biết rằng trong lục tỉnh ai là người trí, mau thức thời tầm đạo nhiệm sâu, khuyên dân đừng chi áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quý. Thì đây là 28 chữ, là 4 câu trong 846 câu
mà Đức Thầy sáng tác vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão trong thánh phẩm Giác Mê Tâm Kệ. Thì hôm nay với một cái tính khách quan của một vị Bạc Phật, Ngài là cái người phải nói rõ là thực hiện một cách hết sức là cụ thể quá, tức là trước khi lập đạo, trước khi đưa ra cái phương hướng tu hành thì Ngài đã hiểu hết cái hoàn cảnh gọi là cận nhân tình, cận nhân tâm, cận cái thời thế, và tùy cái phương diện đó, tùy theo điều kiện đó, tùy theo căn cơ trình độ đó mà Ngài tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bút thần, tết bổn kinh. Do đó cho nên bốn câu giảng này thì dầu rằng trong thánh phẩm Giác Mê Tâm Kệ, và đặc biệt rằng đây là thánh phẩm trở về cái nội tâm bên trong, tuy nhiên thì trong này chúng ta thấy Đức Thầy đưa ra hai cái định hướng. Một là trong cái tinh thần vì dân tộc, hai là trong cái tinh thần vì đạo Pháp. Bởi vì Đức Thầy chúng ta là một vị Phật sống trong lòng dân tộc, đạo Phật giáo Hòa Hảo là một nền đạo nội sinh trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta, theo cái bản sắc văn hóa ngàn đời dân hiến của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên Ngài đã xác định rất rõ là giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác của quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Vì vậy cho nên ra đời lập đạo thì ngoài cái việc khuyên tởi, ngoài cái việc khuyên dạy mọi người tu hành, làm lành, lánh dữ, và bên cạnh đó Thầy cũng đang chủ trương cái tinh thần yêu nước nhằm kêu gọi mọi người đứng lên để giữ lại cái chủ quyền, để đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ bờ kia bờ cõi lặng yên cho quốc gia, cho dân tộc. Đúng với câu là thương sanh chúng đòi cơn dạ ngọc, ta quyết gìn chủng tộc gian sang. Do đó cho nên trong cái nguồn sống thi Đức Thầy luôn mang hai cái yếu tố đó. Một là vì đạo Pháp, chốn của Phật cảnh vắng tanh kẻ tới, ta ra đời nên mới đổi thai. Hai là vì dân tộc như chúng tôi vừa trình bày. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì sáu câu giảng này hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm qua 28 chữ này để coi Đức Thầy dạy những điều gì, và mình cũng có thể căn cứ vào đó để phát triển hơn trên lộ trình tu học của bản thân tôi và tất cả đồng đạo. Thì giờ đây để tranh thủ thời gian, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề. Thì Đức Thầy dạy là trong lục tỉnh ai là người trí. Vậy thì chúng ta hiểu ngay rằng trong lục tỉnh ở đây là tức là trong Nam Kỳ lục tỉnh, tức là đây là Đức Thầy đã kinh hoa, tức là Ngài đã kinh qua, đã đi khắp trong lục tỉnh Nam Kỳ rồi. Vậy thì cái khái niệm về Nam Kỳ lục tỉnh nó xuất phát từ vào cái thời của Chúa Nguyễn, mà cụ thể là vào cái thời của vua Minh Mạng. Ngài cải cách hành chánh, cho nên trong cái nước Việt Nam chúng ta, tức là trong Nam Kỳ đất nước Việt Nam chúng ta, Ngài mới phân ra hai miền, tức là phân ra hai vùng, một là Tây Nam, hai là Tây Nam Bộ, hai là Đông Nam Bộ. Và lúc bây giờ trong giai đoạn 1832 thì cái khái niệm của Nam Kỳ lục tỉnh này, tức là Biên Hòa, Gia Định, Định Thường, tức là Đông Nam Kỳ, và Hà Tiên, Vĩnh Long, An Giang là Tây Nam. Do đó cho nên thì hai cái vùng như vậy cộng lại mỗi vùng thì ba tỉnh gọi lục tỉnh Nam Kỳ. Và cái khái niệm Biên Hòa, Gia Định, Định Thường, Vĩnh Long, Hà Tiên, An Giang thì khái niệm lục tỉnh này được kéo dài trên dưới là 30 năm. Tức là vào năm 1832 vào thời Minh Mạng và kéo dài đến năm 1862. Lúc bây giờ khi người Pháp thôn tính ba tỉnh miền Đông, và sau đó 5 năm 1867 người Pháp thôn tính luôn là ba tỉnh miền Tây còn lại, thì lúc bây giờ cả Nam Kỳ thuộc về cái quyền của người Pháp. Cho nên lúc bây giờ thì cái danh từ lục tỉnh Nam Kỳ mới lùi vào trong dĩ vãng. Và lúc bây giờ người Pháp đặt cho một cái tên mới, tức là cái vùng Hạ Đằng Trong. Thì đây là chúng ta hiểu theo một cái bối cảnh lịch sử. Tuy nhiên ở đây Đức Thầy ra đời năm 1939, tức là lúc này rõ ràng Nam Kỳ là lục tỉnh, tức là 6 tỉnh Nam Kỳ như chúng tôi vừa nói. Thì kính thưa đạo, và khi Đức Thầy đi thị chúng khắp nơi trong lục tỉnh Nam Kỳ 49 điểm và Lục Châu, thì Đức Thầy mới kêu gọi là trong lục tỉnh, tức là chúng ta nói gọn đây thì tức là khắp trong 6 tỉnh đó, trong lục tỉnh ai là người trí. Thì Đức Thầy mới kêu gọi ai là người trí. Như vậy là cái chữ trí thì chúng ta hiểu đây là một cái người có một cái tầm hiểu biết, một cái người phải nói rõ là hiểu biết mọi mọi điều, một cái người thông tệ, một cái người nhìn nhận một cái vấn đề hết sức là chuẩn xác, đó gọi là người trí. Và người trí đây có thể chúng ta hiểu thêm, đây còn gọi là nhân sĩ trí thức, tức là những cái tầng lớp mà thượng tầng ở trong cái xã hội Việt Nam lúc bây giờ. Bởi vì quý vị biết rằng vào cái thời kỳ Pháp thuộc
thì gần như lúc này thì dân tộc Việt Nam chúng ta đa phần là mù chữ, đến 90% là dân số là mù chữ. Bởi vì người Pháp khi họ thôn tính đất nước Việt Nam chúng ta, họ dùng một chính sách gọi là ngu dân. Họ muốn cho dân tộc chúng ta mù để cho họ dễ cai trị. À, vì vậy cho nên thì đa phần người dân lúc bây giờ là mù chữ. Một làng, một xã, một quận như vậy thì chỉ có vài người được đi học đến nơi đến chốn thôi. Và những vị đi học này nó rơi vào con của ông chủ cả, tức là những cái tầng lớp mà họ đã mua chuộc được, và những cái tầng lớp này phục vụ cho cái sự phải nói rõ độc quyền lâu dài của họ trên ba nước Đông Dương cũng như nước Việt Nam chúng ta, và đặc biệt ở ngay cái miền Tây Nam Bộ lúc bây giờ, tức là miền Nam lúc bây giờ. Vì vậy cho nên người trí Đức Thầy muốn kêu gọi những cái người trí sĩ, những cái người phải nói rõ là có một cái tầm hiểu biết, một cái tầm nhận thức nhìn xa trông rộng. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng thường thường ở trong cái xã hội con người chúng ta thì thường thường có ba hạng. Theo Khổng Tử thì hạng sinh như tri. Thì sinh như tri ở đây là cái hạng này gọi là hạng đại trí tuệ. Đại trí tuệ hạng này thì gần như là phải nói rất là hiếm hoi từ xưa đến nay, mà Đức Thầy chúng ta đã rơi vào cái hạng sinh như tri. Và cái hạng thứ hai là sinh như học tri, thì đây là cái hạng trung. Thì trong cái người trí, theo tôi nghĩ rằng nó rơi vào cái chỗ sinh như học tri. Nhưng mà sinh như học tri này thuộc cái hạng hạng cao, cái hạng nhân thị, nhân sĩ trí thức, những cái hạng là phải nói rõ là có một cái tầm nhìn, có một cái sự thông hiểu. Còn sinh như tri mà nó rơi vào hạng thấp hơn thì cũng người học biết, nhưng mà biết ở góc độ cạn hơn. Và cái hạng thứ ba thì Khổng Tử dạy là sinh như học bất tri, tức là đây là cái hạng gần như là không phải người trí rồi. Bởi vì sinh ra học không biết mà trí cái gì, thì đây là những cái hạng dân thường, gọi là những cái hạng phải nói rõ là bậc hạ trong mọi cái tầng lớp xã hội lúc bây giờ. Và hơn thế nữa thì theo lời của Lão Tử cũng vậy. Lão Tử cũng phân xã hội làm ba hạng người: thượng, trung, hạ. Và đặc biệt chỉ có bậc thượng là cái bậc này là xài được nó gì, tức là thượng sĩ văn đạo cần như hình chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ di đạo. Thì trong Đạo Đức Kinh Lão Tử đã giải rất rõ, nếu như cái bậc thượng đó, bậc này bậc trí nè, cái bậc này người trí mà Đức Thầy kêu gọi nè, thì nếu như cái bậc thượng thì sao, nghe đến đạo thì người này người ta phải nói rõ là người ta sốt sắng ta làm, gọi là thượng sĩ văn đạo cần như hành chi. Vì vậy cho nên cái bậc thượng này Đức Thầy cũng đã dạy rất rõ, trong khi Đức Thầy đi dạy Lục Châu trong quyển nhất nè, người khôn nghe nói cằn rầu thì đây là bậc thượng nè, rồi người ngu nghe nói ngửa đầu cừ đeo là bậc hạ. Một lát chúng ta sẽ hiểu đến bậc hạ này. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì đến cái bậc tiếp theo là cái bậc trung, thì Lão Tử đã dạy rất rõ là trung sĩ dân đạo nhược tồn nhược vong. Có nghĩa rằng cái người bậc trung thì nghe đến đạo thì họ cũng làm nữa. Thì theo tôi nghĩ là bậc trung này có tôi và quý vị nè. Có nghĩa là chúng ta cũng làm, nhưng mà nửa làm nửa nghĩ. Cái này nó rơi vào một cái giai đoạn giống mường tượng như là tu hành như thế thả trôi. Thì hiện nay cái này là cái số đông rồi vậy. Tức là nghe nói đến đạo, nghe đến điều hay lẽ phải thì nghe thì nhớ hiểu lắm. Nhưng mà khi mà trải nghiệm rồi thì lại nửa làm nửa không, cũng làm nữa. Và làm thì khi làm chiếu lệ, làm cho lấy có, thì bậc này là cái bậc phần đông nè. Và đặc biệt cái bậc hạ là hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Nếu mà cái bậc hạ nghe đến đạo là bậc hạ người lớn, bậc hạ sẽ cười lớn, tức là nghe đến đạo là cười lớn à. Giống như thầy dạy rất rõ là người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo là bậc hạ nè. Mà bất tiếu bất túc dĩ di đạo, nếu như cái bậc hạ nghe nói đến đạo mà bậc hạ không cười lớn thì chưa phải gọi là đạo. Thì đó là chúng ta nhìn một cách khách quan về các cái lĩnh vực của các tôn giáo Khổng giáo và Lão giáo cũng như là Đức Thầy, để chúng ta nhận định ngay ở tổ người trí. Đây là cái người học rộng, cái người hiểu nhiều, cái người nghe nói đến đạo, nghe nói tinh thần dân tộc, thì cái người này sẽ sốt sắng, sẽ giật dậy để có một cái cách để nhằm cứu nguy cho giống nồi, để có một cái cách để hành theo con đường giải thoát, để ra khỏi cảnh sáu nẻo luân hồi. Và hơn thế nữa, vào thời kỳ lúc bây giờ chỉ cần một làng một xã đó, mà chỉ cần một cái người trí, thí dụ một hương chủ, một hương cả, một cái người nhân sĩ trí thức trong một làng một xã đó mà chịu hướng về đâu đó thì đa phần người dân hướng theo. Bởi quý vị biết rằng ngày xưa đâu có cái vấn đề mà thông tin đại chúng như bây giờ, đâu có internet, cho nên gần như một cái thông tin mà được chuyển tải đi từ ở trên tỉnh mà xuống huyện xuống xã là phải đi bộ hoặc đi xe, nó tốn thời gian đến mấy ngày đó, và cũng không có được lan rộng ra như giờ này. Chứ không phải chúng ta sống giờ này vào cái thời phải nói là 4.0, thông tin bùng nổ nè, nào là mạng xã hội YouTube, nào là Facebook, rồi nào là Zalo vân vân, nào là điện thoại, nào là tin nhắn, nói chung thì mọi cái phương tiện truyền thông, một cái tin mới đây thì chút xíu thì cả toàn cầu đều biết hết rồi. Cho nên ngày xưa không phải vậy.
Do đó ngày xưa thì người dân, mọi người dân ở trong xóm trong làng đó thì thường thường thì học tập làm theo mấy ông chủ cả, mấy ông mà người trí nè. Chỉ cần mấy ông này nghiêng về đâu thì người dân họ sẽ nghiêng về đó thôi, chứ họ cũng không có rành về cái chính sách, không có rành về mọi cái phương châm gì thế này thế khác, những cái mới, cái những cái lối sống mới của cái xã hội lúc bây giờ, nhất là Việt Nam chúng ta lúc bây giờ đang rơi vào một cái tình trạng phải nói rõ là làm nô lệ cho thực dân Pháp, và phải nói rõ trong một cái triều đại đóng cửa, cho nên không có tiếp cận được nhiều các thông tin bên ngoài. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy, ngay lúc đó Đức Thầy ra đời, Ngài mới kêu gọi người trí. Chỉ cần người trí này hướng về đâu thì người dân sẽ hướng về đó. Cho nên tôi nhớ trong làng Thăng An của tôi lúc bây giờ thì ông cả Đào Thành Đô là một là người trí đó. Đây là một nhân sĩ trí thức nha. Giống như Đức Ông chúng ta vậy, ông cũng là một nhân sĩ trí thức à. Giống như ông Nguyễn Kỳ Trân cũng là một nhân sĩ trí thức à. Giống như ông Lương Văn Tốt là một nhân sĩ trí thức à. Giống như ông Thầy Bá Đạo cũng là một nhân sĩ trí thức. Vân vân, giống như ông Nguyễn Thanh Tân cũng là nhân sĩ trí thức. Còn những vị khác cũng như là ông Thi sĩ Diệt Châu, rồi luật sư Mai Văn Dậu, vân vân. Thì đây là những người trí nè. Những cái người mà Đức Thầy đặt trọn một cái niềm tin để cho các vị này hướng về đạo, hướng về quốc gia dân tộc, thì mọi người hưởng ứng. Cho nên ở xa thì tôi không biết, còn ông cả Đào Tần Thành Đô Tân An tôi rành lắm, bị ở ở làng cùng làng với tôi mà. Thì chúng tôi cũng may mắn được các cô bác lớn tuổi kể lại. Thì lúc bây giờ ông cả là một cái người có một tinh thần rất là yêu nước nghe quý vị à, nhưng mà sống vào cái thời Pháp thuộc thì gần như giàu cái yêu nước đi chăng nữa thì cũng làm thinh thôi. Đâu có làm gì khác được, bởi vì cái bằng thế thế cô mà. Nhưng mà khi mà Đức Thầy ra đời Mã Đạo thì lúc đầu thì ông lui thế, ông chưa có tu. Thì lúc bây giờ những người dân trong làng thì cũng ngóng chờ có ông cả mình sao. Cho đến khi mà Đức Thầy xuống ở tại nhà của ông Hương Bảo Thạnh ở Kinh Sáng Sổ Đũa Gạch Sà No ở Cần Thơ đó, làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Thì lúc bây giờ sau cái chuyến đi thăm Đức Thầy trở về, thì lúc bây giờ ông cả, ông lên tiếng rằng, tôi nói cho quý vị biết nha, bây giờ tôi gặp vàng thiệt rồi đó. Ông Tư Hòa Hảo là vàng thiệt nè, tôi quy theo ổng rồi. Thì lúc bây giờ khi mà ông cả đô quy theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thì quý vị biết rằng, gần như những cái vị hương thân lão ấu trong làng Tân An chúng tôi lúc bây giờ thì đều quy theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên chính vì lý do đó mà ở đây Đức Thầy muốn nhắc nhở rằng, Đức Thầy kêu gọi ai là người trí, ai là những nhân sĩ trí thức trong làng trong xã thì phải nghe là Đức Thầy dạy để rồi kiếm một con đường hạnh phúc cho mình. Vì vậy cho nên qua câu thứ hai Thầy dạy mau thức thời tầm đạo nhiệm sâu, Đức Thầy đặt vấn đề ngay chỗ này liền. Cái câu đầu tiên Thầy đặt một câu hỏi, Thầy đang kêu gọi đánh một tiếng chuông cảnh tỉnh. Và đến câu thứ hai Đức Thầy đặt vấn đề mau thức thời tầm đạo nhiệm sâu. Bảy chữ này chúng ta thấy có hai yếu tố, một là thức thời, hai là tầm đạo nhiễm sâu. Thì đây là hai yếu tố trong bảy chữ thôi quý vị ạ. Và Đức Thầy dùng cái chữ mau. Chữ mau là nhanh. Chữ mau là chúng ta không có thể hẹn lần, hẹn lựa, hẹn mai, hẹn mốt được. Mà giờ này khi gặp đạo rồi thì quan trọng là chúng ta phải mau. Giống đoạn khác Thầy dạy là tức là mau mau, kiếp kiếp chuyên cần. Chúng sanh chỉ có lập thân hồi nay. Vậy thì chữ mau Thầy dùng rất nhiều, tức là muốn là mau thức tỉnh tu thân kiểu trễ đó. Đức Thầy dùng nhiều cái từ lắm. Tức là chữ mau ý muốn nói là chúng ta tu liền được cái hẹn, hẹn mai, hẹn mốt, hẹn lần, hẹn lựa là không có được. Nhất là mình là cái người trí, mình đã thông suốt được một cái sự kiện, cái hoàn cảnh trong xã hội. Và đến hai cái từ quan trọng trong bốn trong bảy chữ này, đó là cái từ thức thời. Như vậy thì thức thời là gì? Nếu nói theo từ điển, thức thời là một con người hiểu rõ thời thế để vận dụng, để uyển chuyển, để thay đổi cho phù hợp với cái thời thế hiện tại. Đó là thức thời. Có thể nói rằng thức thời đây cứ là chúng ta sống theo một cái lối sống, phải nói rõ là theo tùy thời đó. Lúc nghèo thì sống theo nghèo, lúc giàu thì sống theo giàu, lúc khổ sống theo khổ, lúc sung sướng sống theo sung sướng. Cho nên ngày xưa đến giờ thì đối với các người trí thì biết rằng họ sống tùy thời lắm. Tức là biết đạo tùy thời, mau tránh khổ đó, chớ đừng thi thố những tài ba mà Thầy đã có dạy. Thì thức thời ở đây có nghĩa là tùy thời. Chúng ta phải hiểu được cái thời thế để thích nghi. Làm sao mình có một lối sống thích nghi. Thí dụ như Thầy Nhân Hồi sống cảnh nghèo thì Ngài thích nghi với một cảnh nghèo, Ngài sống rất là hạnh phúc. Rồi trường hợp của Cấp Cô Độc sống cảnh giàu thì Ngài cũng hiểu rằng giờ này cần phải là dùng vàng để đổi cái vườn của Thái Tử Kỳ Đà để cắt một cái kỳ viên tịnh xá cho Đức Phật, làm cái nơi thuyết pháp, làm một cái giảng đường và làm cái nơi Đức Phật trú mưa cùng các tăng đoàn trong cái mùa mưa. Thì Ngài rất thích thời. Ngài nhìn cái thời thế thì Ngài uyển chuyển, biết được mà Ngài thực hiện.
Cho nên hôm nay qua cái từ thức thời này, ở đây tôi đưa ra bốn cái yếu tố, bốn cái điều kiện mà nhân sĩ trí thức vào thời đó cũng như vào thời hiện tại này chúng ta cần phải hiểu được cái thời thế. Như vậy là điều kiện thứ nhất là nó rơi vào cái tình dân tộc. Vậy thì đối với các vị nhân sĩ trí thức trong lúc bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta thì cần phải hiểu được rằng thời thế giờ này đất nước Việt Nam chúng ta đang làm kẻ, là phải nói rõ là đang bị thực dân Pháp đô hộ. Dân Việt Nam đang chịu khổ, đang bị cái sự bóc lột một cách tàn khốc đối với cái chính sách phải nói áp bức gắt gao của người Pháp lúc bây giờ. Vì vậy cho nên cái thức thời thứ nhất là chúng ta phải hiểu được mình đang sống trong cái thời chiến loạn. Là tôi nói thời buổi lúc bây giờ nha, cái đó thời lúc mà Đức Thầy ra đời mở đạo đó. Cho nên Đức Thầy muốn kêu gọi, dạy anh em hãy chung lưng lại, dùng sức mình đánh bại kẻ thù, tỏ ra khí phách trượng phu, dung long tuyền kiếm, tận tru gian thần. Vậy thì yếu tố thứ nhất Đức Thầy muốn kêu gọi thức thời để đứng lên, để đánh đuổi ngoại xâm, để giành lại bờ cõi gian sang. Bởi vì lúc bây giờ dân tộc Việt Nam chúng ta có rất là nhiều người nhẹ dạ, dễ tin, cam tâm làm chó săn, làm tay sai cho người Pháp, để rồi hà hiếp lại dân tộc chúng ta, quên đi cái nguồn cội. Vì lý do đó cho nên thầy mới kêu gọi thức thời để hiểu được cái thời thế mà trở lại với quốc gia, với giống nòi, với dân tộc. Thì đó là cái thức thời thứ nhất. Cái thức thời thứ hai về cái tình, về vấn đề đạo Pháp, thì ngay giờ này, cái vấn đề đạo Pháp nó gắn liền chúng ta đến giờ này, thì ngay giờ này mình phải hiểu rằng, những vị nhân sĩ trí thức phải hiểu rằng chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ, tức là cái thời thế này, thời kỳ này gọi là thời kỳ hạ nguyên hạ. Thời kỳ cuối cùng của một cái dòng tuần quần theo một cái thế giới quan của Phật giáo, thì theo một cái định luật thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, thì trong một cái chu kỳ của một cái quả địa cầu sinh ra thì phải đi theo bốn cái giai đoạn. Thì bốn giai đoạn này nó trải qua chín cái thời kỳ. Thời kỳ thượng, thời kỳ trung và thời kỳ hạ. Mỗi thời kỳ như vậy thì nó có ba thời kỳ nhỏ trọng. Như vậy thì khi bắt đầu thành lập quả địa cầu này thì đây thời kỳ thượng, thời kỳ vàng son, gọi thời kỳ gọi là thành, tức là sinh đó. Và từ thời kỳ thượng này, tức là từ thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ, đến trung quân thượng, trung quân trung, trung quân hạ, thì cái thời kỳ này nó nối liền ở cái khoảng giữa này gọi là trụ. Rồi là trụ, tức là bắt đầu ở một cái trạng thái sinh sôi nảy nở phát triển. Và khi mà đi đến cái thời kỳ từ bắt đầu hạ nguyên thượng đến hạ nguyên trung, thì đây là cái thời kỳ phải nói rõ là dị, tức là bắt đầu sinh trụ dị, bắt đầu nó có một sự hư hoại rồi, thành trụ hoại, bắt đầu nó có một cái sự hư hoại trong đó rồi. Thì rõ ràng, và để đến cuối cùng cái buổi hạ nguyên hạ thì đây là thời kỳ gọi là hủy diệt để tái tạo trở lại. Như vậy thì cái quả địa cầu chúng ta ở đây nó cũng có một cái niên thọ của nó chứ đồng đạo. Bởi vì mọi vật gì trên thế gian này có hình tướng thì đều có một cái tuổi thọ. Dầu đằng nhanh, dầu đằng chậm, dù như cái Phật này nó bền bỉ, nó chắc chắn thì có thể cái niên thọ nó nhiều hơn. Thí dụ quả địa cầu này cũng có một niên thọ là vài nghìn năm, vài chục nghìn năm, vài trăm nghìn năm, nhưng mà phải có thời gian nó tiêu diệt thôi. Nếu trước đây mà chúng ta đem cái khái niệm này ra thì nó không phù hợp với khoa học. Tuy nhiên giờ này nếu khái niệm này đưa ra rất phù hợp với khoa học, khi người Mỹ, tức là trạm vũ trụ NASA đưa con người ra khỏi hành tinh, và những con người này khi nhìn trở lại thì mới chứng thực rằng xung quanh chúng ta còn hàng hà sa số quả địa cầu khác. Mà ngày xưa cách đây trên 2.500 năm Đức Phật đã nói rồi, tức là cái quả địa cầu của chúng ta ở Nam Thiện Bội Châu này, Diêm Phù Đề này là một quả địa cầu nhỏ thôi, xung quanh chúng ta còn hàng tỷ quả địa cầu khác nữa. Vậy cho nên cái từ ta bà đó, nó thật ra nó rộng lắm. Chúng ta là một cái trái đất, một cái quả bóng chúng ta ở thế giới này nó chỉ là một phần nhỏ, một phần tỷ của cõi ta bà thôi. Và đặc biệt thì cách nhìn về thế giới quan của Đức Phật, tức là Đức Phật sẽ thấy được rằng ngày nay quả địa cầu này tiêu diệt và ngày mai quả địa cầu kia thành lập, thì đây là một cái điều chúng ta không chối cãi được, mà giờ này khoa học đã công nhận các điều này rồi. Và để hiểu vấn đề này thì cái thứ hai này chúng tôi muốn nói rằng cái thời thế hiện giờ, cái thời kỳ hiện nay là chúng ta đang ở trong thời kỳ hạ nguyên hạ. Và đặc biệt những cái vấn đề của vừa con người, vừa sự kiện, vừa sự vật, vừa vạn pháp bên ngoài thì nó nhiều cái sự thay đổi lắm. Rất là nhiều sự thay đổi. Bởi vì thời hạ nguyên, tức là cái thời cuối cùng, cái thời hoại diệt rồi. Thì sự hoại diệt này chẳng những hoại diệt về vật chất, mà sự hoại diệt này luôn cả về tinh thần.
Cho nên nếu nói về thời Hạ Quân này, có thể chúng ta chứng minh có nhiều cái sự phải nói nó thay đổi lắm. Thứ nhất, vào thời Hạ Quân này con người tối lắm. Mà thầy dạy là Hạ Quân sanh chúng ám u. Chúng ta nhớ ông cha mình ngày xưa không? Vào những cái thời kỳ trước, thời kỳ Đức Phật đó, thì chỉ cần người ta nghe một hai tràng pháp thôi, người ta chứng đạo rồi. Chỉ cần Đức Phật chỉ điểm một hai cái gì đó, người ta chứng đạo rồi. Nhưng mà xin thưa, thời kỳ này thì khó quá vậy. Phải không? Thời kỳ này nhiều khi mà chúng ta nghe pháp ngày này sang ngày nọ, mà tu hành tinh chuyên lắm mà chứng đạo rất khó. Bởi vì Hạ Quân sanh chúng ám u. Con người chúng ta thời kỳ này nó tối lắm, nó bị vô minh, nó làm chủ. Do vậy trên thời kỳ này, một con người mà muốn đạt được đạo, muốn vượt khỏi vô minh, thì con người này phải có một cái sức mạnh, phải dụng công thế nào đó, phải giữ giới thế nào đó, phải niệm Phật thế nào đó, thì có như vậy mới quả chăng chúng ta ra khỏi được cái vòng tâm tối này. Rồi ngoài cái việc thời kỳ này là thời kỳ phải nói rõ con người tâm tối, thì bên cạnh tâm tối đó, thời kỳ này chúng ta còn khổ nữa. Hạ Quân lao khổ lắm rồi, mà thầy rất rõ. Như vậy thì ngoài cái việc tâm tối ra, thì thời kỳ này chúng ta còn là một cái thời kỳ phải nói rõ là rất là đau khổ. Chiến tranh, giặc giả, không nói làm chi. Rồi bên cạnh đó bị thiên tai, địa ách, động đất, sóng thần, mưa đá, núi lở, rồi núi lửa phun trào, và đặc biệt là dịch bệnh. Thì chúng ta thấy rõ thời kỳ này nó vậy đó. Ngày xưa bệnh đâu có nhiều, đồng đạo nhớ không? Tôi không nói nó xa, chỉ cần tôi hồi nhỏ thôi, cách đây khoảng chừng 2 thập niên trước thôi, tức là 20-30 năm gì trước thôi, thì gần như con người ít có bệnh ung thư lắm. Đâu có cái bệnh đột quỵ, cũng đâu có những cái căn bệnh ung thư hoặc là viêm gan B, viêm gan C gì đâu. Hồi xưa đâu có, rất ít thôi à. Nhưng mà ngày giờ này chúng ta thấy rõ không? Đúng là Hạ Quân lao khổ lắm thôi không? Lúc này chúng ta bệnh quá nhiều như thế, càng ngày bệnh càng nhiều. Khoa học càng phát triển chừng nào, càng văn minh chừng nào, thì lúc bây giờ kèm theo cái hệ quả của nó, tức là bệnh hoạn quá nhiều. Thì Đức Thầy đã nói trước rồi, nói trước mấy chục năm về trước, Hạ Quân lao khổ lắm thôi rồi. Bởi vì đây là những cái dấu hiệu của cái thời kỳ Hạ Quân, hạ nó là vậy đó đồng đạo ạ. Rồi cái thứ ba nữa, thời kỳ Hạ Quân này sao? Trời giông gió say mùa say tiết, nắng cũng mưa cũng khác xưa rồi. Đến cái thứ ba nữa, thời kỳ Hạ Quân này thì xin thưa rằng, phải nói gọn là mưa gió nó khác à. Ngày xưa thì ông bà mình kể lại, một năm thì thời tiết đúng bốn mùa, xuân hạ thu đông. Mùa nào mùa mưa là mùa mưa, mùa nắng là mùa nắng. Còn ngày giờ này chúng ta thấy nắng mưa đảo lộn hết, vì thấy được đó. Mà giờ này thế giới đang kêu gọi làm sao? Tức là đang kêu gọi phòng chống với một cái sự biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là trời giông gió sẽ mùa sẽ tiết. Thì giờ này Đức Thầy chúng ta viết trong Giác Mê Tâm Kệ, cách đây là phải nói rõ là trên 80 năm rồi. Mà mình thấy rõ ràng không? Chẳng như nước Việt Nam, mà luôn cả toàn cầu, luôn cả thế giới đang kêu gọi phải làm sao chống lại cái cảnh biến đổi khí hậu, thì rõ ràng là Đức Thầy nó không sai. Rồi thêm cái thứ tư nữa đi, Đức Thầy cho biết rằng đời Hạ Quân hay chết tuổi xanh, như thời trước và hồi còn trẻ. Thì đặc biệt thời kỳ này con người chết trẻ quý vị ạ. Tức là gần như có nhiều cái chết chúng ta không ngờ. Người xưa thì người ta sống thọ lắm, mình ít có nghe cái sự chết chóc lắm. Còn thời kỳ này nhiều khi những đứa trẻ mới sanh ra, rồi nhiều khi 20-30 tuổi thì phải nói rõ là đã mãn phần rồi. Đúng như thầy cho biết rất rõ, đời Hạ Quân hay chết tuổi xanh, như thời trước nhân hồi còn trẻ thôi, chết cho một lứa tuổi 31 tuổi thôi. Hỏi nó gọn thì để Đức Thầy dạy điều này để thấy rõ được đây là những cái dấu hiệu để chứng minh cho cuộc đời chúng ta ở là đời Hạ Quân hạ. Đó, cho nên nếu như đồng đạo nào không có tin thời kỳ này là Hạ Quân hạ, thì đồng đạo hãy xem lại lịch sử, xem lại những cái quá trình xã hội, về xã hội học, về văn hóa ở thời điểm trước đây khoảng 100 năm, 50 năm về trước, thì chúng ta thấy giờ này là càng ngày càng khắc nghiệt, càng ngày còn càng một cái sự, có một cái sự thay đổi, phải nói rõ là thay đổi mà chúng ta không ngờ luôn. Ngày xưa nó dịch bệnh corona là ai có nghĩ là dịch bệnh gì đâu. Nhưng mà giờ này đồng đạo thấy rằng nó đã cướp đi biết bao nhiêu con người. Nó cướp đi là hàng 5-7 triệu người trên cả toàn cầu rồi. Còn người mắc bệnh thì chúng ta vô số kể, nó không hết. Thì đấy là chúng ta thấy đây là những dấu hiệu của thời kỳ Hạ Quân đó. Cho nên phải biết được cái thời thế này là như vậy. Và hơn thế nữa, Đức Thầy đã chứng minh rất rõ trong cái bài thi văn đầu tiên là Trần Thế Lợi Danh Giác Mộng Tràng, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, hỡi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đắng hiền từ cứu thế gian. Và Đức Thầy cũng đã chứng minh ngay trong quyển giảng đầu tiên là Hạ Quân đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can mà Thầy giải rồi. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu được cái thời kỳ này, cái thời thế như vậy, để rồi chúng ta biết làm chi, biết để chúng ta ai biết đường hãy sớm tẩu đạo, kiếm đạo lưới mà nhờ mà nhổi. Thì đấy là chúng tôi muốn nói ở cái giai đoạn thứ hai.
Và cái thứ ba nữa, cái thức thời thứ ba nữa là gì? Cái thời kỳ này chúng ta may mắn được Đức Minh Sư là một vị hoạt Phật ra đời. Bởi vì xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây. Thì rõ ràng thời kỳ này mà được Đức Phật ra đời, chúng ta thấy đây là một cái điều may muôn thở đúng không? Kính thưa đồng đạo, thân người khó được mà ta lại được, Phật Pháp khó nghe mà ta lại nghe, và hôm nay lại được một vị hoạt Phật, một vị cứu tinh ra đời, đưa ra một cái triết lý phù hợp với hạng tại gia cư sĩ để đưa chúng ta về cái nơi an lạc quốc, về cái nơi trường tồn vĩnh cửu, thì đây là một cái điều hết sức là may mắn cho chúng ta rồi. Cho nếu như mình sống trước đây khoảng chừng 100 năm thì làm gì gặp được Đức Thầy, làm gì gặp được Đức Phật. Lúc bây giờ chúng ta muốn tu cũng biết đâu mà tu cái gì thế. Thí dụ như không ra đời chúng ngay Đức Phật rồi thì chúng ta thấy rõ rằng muốn tu nó khó lắm. Cho nên những mà chúng sanh nào mà ra đời gặp được chánh pháp, và những chúng sanh nào ra đời mà đồng hành Đức Phật, thì những chúng sanh đó túc duyên rất lớn. Thì chính vì vậy cho nên giờ này muốn nói ở vấn đề này thì tôi và quý vị đó, chúng ta duyên lớn lắm đồng đạo ạ. Vì vậy cho nên chính vì duyên lớn cho nên hôm nay mới gặp được Thầy. Mà Thầy giải là duyên lành đó được khùng điên nè. Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, chúng ta đã có duyên phần rất là đầy đủ Đức Thầy ở nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên Thầy cho biết rằng duyên lành sẵn có, trinh ơn trinh quá, bồi đắp nền nhân đức lại sau. Mà Thầy dạy rất rõ cho ông Tổng Trắng Cụ Lâu Duyên. Vì thì hôm nay chúng ta đã có túc duyên, đủ duyên Đức Thầy rồi. Chúng ta được nhân duyên lớn lắm. Cho nên đồng đạo cũng phải cố gắng tu, cố gắng thực hiện, để rồi một ngày nào đó, đến cái ngày cuối cùng, cái ngày hủy diệt của cái quả địa cầu này, thì chúng ta có được phước thừa. Ha, có được phước thừa để chúng ta hưởng được cái cảnh hạnh phúc trong cái ngày chung cuộc đó. Kính thưa đồng đạo, và hơn thế nữa, cái thời kỳ này ngoài việc Phật tiên ra đời thì Đức Thầy còn xác định thời kỳ này là thời kỳ đại ân xá. Bởi vì Ngọc Hoàng ngày muốn vũ sổ rồi, Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi, Minh Vương có đứng khôn ngồi xót xa dạ Ngọc và hồi tâm trung. Như vậy thì Ngọc Hoàng đáng lẽ là vũ sổ vào năm, là phải nói rõ là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý. Nhưng mà vì Minh Vương, vì Phật Vương mới sinh lại. Cho nên đây là một cái giai đoạn gọi là giai đoạn trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Đây là giai đoạn gọi là kỳ xả tội nay còn một lúc sao chẳng thu đang có hưởng nhờ. Chúng ta đang sống trong thời kỳ này gọi là kỳ đại ân xá đồng đạo ạ. Thời kỳ này là kỳ khuyến mãi à. Và sau cái kỳ khuyến mãi này rồi thì lúc bây giờ hàng cũ hàng mới gì dẹp hết. Dẹp hết để bắt đầu gần như là thành lập lại một cái chuyện khác, một cái chuyện mới. Để rồi đưa người dân đến chỗ thánh thiện, tức là nói một cách khác, thời kỳ cuối cùng của buổi hạ quân hạ này có một cái cuộc gọi là một cái cuộc ân xá, và đến khi cuối cùng thì tiêu diệt hết và lập đời trở lại. Cho nên đây là cái thời kỳ cuối cùng mà tất cả chúng ta phải hiểu rằng Đức Thầy đã xác định là nào quán sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục, hay hoặc là lần thứ chót. Từ xưa đến giờ Đức Thầy chúng ta ra đời giải đạo rất là nhiều lần rồi, người xưa trở lại mấy lần ai hay đó. Nhưng mà đặc biệt lần này lần cuối cùng để chúng ta ráng tu hành. Nếu mà trễ thời kỳ có gặp đẳng ta. Do đó cho nên chúng ta phải biết được đây là thời kỳ được Đức Phật ra đời, và đặc biệt là thời kỳ đại ân xá. Ngày xưa chúng ta tu thì lâu lắm, tu khổ hạnh phải trải qua nhiều kiếp tu hành. Nhưng mà thời kỳ này chỉ cần đồng đạo làm lành, chỉ cần đồng đạo niệm Phật, thì Đức Thầy đã bảo lãnh cho chúng ta rằng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dưới cuộc luân hồi. Chúng ta chỉ cần tu trong một kiếp ngắn ngủi này thôi, trong cần vài mươi năm này thôi, thì tôi tin chắc rằng cái quả gì mà chúng ta đạt được thì phải nói rõ là rất là lớn. Đúng với câu là ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể sẽ hương khắp chốn. Hay hoặc là tu hành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Vì cho nên vấn đề này mình phải hiểu được cái thời thế như vậy. Chứ nếu qua cái thời kỳ này rồi thì chắc là tôi dạy gì không còn. Lúc bây giờ thì linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Bởi vì đâu bao giờ chúng ta trở lại được. Bởi vì cái cõi thượng quân sau này là chỉ dành những cái người hiền, những con người có công đức, chứ không bao giờ dung chứa những con người độc ác như trong cõi đời chúng ta đang ở hiện nay. Đời nguyên hạ những người hung dữ như ngày giờ này, có thể đồng đạo thì nó không hết. Và đến cái thứ tư nữa muốn nói ở đây, cái thời thế thứ tư nữa là chúng ta phải hiểu chính bản thân mình. Cái quan trọng chúng ta hiểu chính bản thân mình. Thân mình rồi đây sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Đây là cái điều đương nhiên không ai thoát khỏi gì ạ. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái thời thế, thân này sớm muộn cũng chết. Thân này sớm muộn cũng là trả về cho tứ đại thôi. Nếu như giờ này mình còn tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, thân thế, thì một ngày nào đó khi mà chúng ta bỏ thân nào rồi thì mình đâu có đem được gì theo đâu. Dầu cho một người tỷ phú giàu nhất nhì thế giới này, dầu cho một cái nhà bác học uyên bác, nhưng mà cuối cùng rồi thì tất cả đều bỏ là hết.
chỉ còn lại tội và phước mà thôi. Vì cho nên hôm nay đó là một cái thức thời cuối cùng để chúng ta thấy rõ đây là cái định lý gọi là sinh lão bệnh tử mà ngày xưa Thái tử Siddhartha chính vì những cái định lý này mà ngài tu hành. Mình vàng Thái tử ngôi còn bỏ, vóc ngọc Đông cung tước với liền. Xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khả nhớ giữ cho nguyên. Vì vậy cho nên giờ này quý vị phải hiểu được điều này. Để rồi, để ma bệnh theo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình. Tu hành đâu kể nhục dinh ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời mà thầy giải. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta phải nhận định được rằng thân này rồi sẽ già, thân này rồi sẽ bệnh và thân này rồi sẽ chết để chúng ta trở về với đạo. Thì đó là chúng tôi đưa ra bốn thức thời. Một là thức thời đứng dậy yêu nước để chống giặc ngoại xâm là trong cái thời kỳ mà thầy viết cái bài này. Còn ba cái thức thời còn lại là chỉ cho chúng ta trong thời kỳ hiện tại. Một là chúng ta đang sống trong thời kỳ Hạ Nguyên Hạp, thời kỳ cuối cùng của buổi Hạ Nguyên. Cái thứ hai là chúng ta sống trong thời kỳ có Phật, thời kỳ Đại Ân Xá. Và cái thứ ba là chúng ta thức thời bởi cái thân này rồi. Cái buốt thời gian ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình phe lắm rộn ràng. Mà thầy dạy rất rõ trong tỉnh bạn Trần Giang. Vì vậy cho nên chỉ cần là chúng ta không thở thôi gì. Chỉ cần chúng ta cuộc thế trao dồi mượn thắt hơi, nín thở nằm ngay không cửa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời, thì đến ngày đó chúng ta tu đâu có kịp. Vì vậy giờ này mình phải chuẩn bị cái thời thế như vậy. Cho nên hiểu rõ được bốn cái điều này thời thế, thì tôi tin chắc rằng đối với các vị trí sĩ, những cái người hiểu biết thì thừa hiểu, thừa hiểu rằng cái sự việc thầy nói ra mà chúng ta tìm hiểu nãy giờ thì không sai. Thực tế không ai chối cãi được, bởi vì đó là những điều thực tế nhất trong giai đoạn thầy ra đời Mã Đạo và đến ngày hôm nay. Đó là thức thời. Và khi thức thời rồi, mau thức thời rồi thì sao? Thầy dạy thêm ba cái từ, bốn cái từ cuối cùng là tầm đạo nhiễm sâu. Vậy thì lúc bây giờ chỉ con đường trở về đạo thôi. Tầm đạo là trở về con đường đạo. Và thầy dùng hai cái từ nhiễm sâu. Chữ nhiễm là màu nhiệm, nhiễm nhạt. Chữ sâu là sâu kín. Thâm trầm đạo đức quá thanh thao, rừng rú kể kinh các phan rào. Hay hoặc là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Như vậy thì từ nhiễm sâu ở đây thì ý muốn nói đây là mối đạo, đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là đạo nhiễm sâu. Ít câu mỹ nhiễm sâu, nghĩ si cho cạn mới hầu khôn ngoan. Dầu rằng lời dạy đức thầy không nhiều, trên dưới có 90.000 lời thôi quý vị à, nhưng mà chân lý thì hết sức là cao siêu, hết sức là màu nhiệm, có một công năng chuyển hóa một người tín đồ tại gia cư sĩ, một cái người bằng cùng, một cái người dốt nát, một cái người cơ khổ trong cuộc sống này. Nếu thực hiện theo lời của ngài thì tương lai sẽ được giải thoát, tương lai sẽ hưởng được cái cảnh thái bình thạnh trị, minh yêu kháng tình, tương lai sẽ được giữ họ Long Hoa, tương lai sẽ làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Cho nên chính vì vậy đây là mối đạo gì nhiễm sâu. Vì vậy cho nên nhiệm đạo nhiễm sâu đây muốn nói gọn lại là giáo lý Đức Thầy. Đức Thầy là một vị Phật ra đời khai sáng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta trở về đạo Phật giáo Hòa Hảo thì ở đây chúng ta không có phải nói là mình phô trương đâu gì. Nhưng bởi vì cái vị giáo chủ của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo là một vị Phật. Ngoài vị Phật này ra, vị Phật này còn thọ lãnh các cái sứ mạng của ơn trên. Thọ lãnh sứ mạng của Phật Vương, thọ lãnh sứ mạng của Phật Thích Ca, thọ lãnh sứ mạng của Phật A Di Đà, và mang cái lệnh của Đức Quan Âm và Đức Ngọc Đế xuống trần khai đạo đó. Cho nên đạo chúng ta nhiễm sâu là như vậy. Cái nhiễm sâu đây là muốn nói về chân lý, về một cái tính chất độ đời, về vị giáo chủ, về văn năm sắc và lệnh. Chứ không phải nhiễm sâu đây mà chúng ta nói đến con số đông của tín đồ. Cái chiều rộng thì đây là từ từ. Giờ này đạo chúng ta thì nó còn hẹp, ở trong miền Nam nước Việt thôi, nó cũng chưa rộng lắm. Nhưng mà tin chắc sau này rồi sẽ đúng là được thầy giải là ước mơ thế giới lân hòa hảo. Nhà Phật con tiên hé miệng cười, hay hoặc là giết một ngọn lửa này một tắc đem đạo lành băng rải nơi nơi, mãn trờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Thì đây lúc đó đó, lúc đó mọi người sẽ giật mình khi thấy rõ được cái đạo Đức Thầy ra đời là đạo nhiễm sâu. Vì vị giáo chủ đạo này là một vị Phật không khác Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa. Kính thưa đồng đạo, thì do đó là đây là đạo nhiễm sâu. Vậy thì qua câu thứ hai này, mau thức thời tầm đạo nhiễm sâu, thì ý muốn nói rằng các vị nhân sĩ trí thức nói riêng và tất cả các vị vạn dân ba tánh nói chung, thì giờ này khi hiểu được bốn cái điều kiện mà chúng tôi đưa ra trong cái thời thế thì khi hiểu được điều này thì giờ này chỉ có con đường đạo thôi. Vào thời kỳ Hạ Nguyên Hạ này chỉ có cách là chúng ta trở về với đạo,
mới được cái sự bảo bọc, được cái sự hộ trì của Phật, của Thầy. Mà Thầy dạy là làm đường ngay thẳng có thần độ cho, thì chúng ta mới sống còn. Mà Đức Thầy đã dạy là, tức là nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dãy chân, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm thương thế sự lẫy lừng nặng tay. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẫn lơ ngạo biếm phe phang. Đến nay là buổi tai nàng, tam thiên lục bá khắp tràn hải dân. Như vậy thì nếu để đến thời kỳ đó mà chúng ta không tu thì sao? Rất là khổ. Cho nên chỉ có con đường tu chúng ta mới thoát được cảnh khổ này thôi, thời thế này thôi. Và hôm nay chỉ có con đường tu thì chúng ta mới thoát khỏi cái cảnh cuối cùng trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này, và chúng ta gặp Phật. Và hôm nay chỉ con đường tu, con đường trở về tầm đạo nhiệm sâu, thì chúng ta mới giải quyết được cái sanh lão bệnh tử hồi nãy. Cho nên như chúng ta không tu thì đương nhiên chúng ta sẽ trôi lăn mãi trong dòng sanh tử. Khi sanh làm người, lúc đó địa ngục. Khi sanh làm thân quỷ đói, lúc đó súc sanh. Hôm nay chỉ có chúng ta tu, chúng ta mới cắt đứt được cái sợi dây sanh tử luân hồi. Chúng ta chỉ cần hy sinh một cái khoảng thời gian nhỏ trong 5 năm, 10 năm, đôi 30 năm trong cái khoảng cuối cùng cuộc đời mình, mà chúng ta cố gắng mình tu thì mình cắt đứt cái sợi dây sanh tử luân hồi từ vô lý kiếp, mà Thầy dạy là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Chỉ có tu hành hiền đức, Phật trời cứu cho. Chứ nếu như chúng ta không tu hành thì xin thưa rằng không giải quyết vấn đề gì cả. Cho nên quý vị còn nhớ không, ông Nguyễn Kỳ Trân hỏi Đức Thầy: nhân dân sắp đến dương bệnh khổ, tiên dược phương nào được thảnh thơi? Thì Đức Thầy dạy là lục châu sao xuyến nhân dân khổ. Lục châu là tức là nói lục tỉnh năm kỳ nè. Lục châu sao xuyến nhân dân khổ, Phật giáo khẩn cầu ắt thảnh thơi. Vậy thì chỉ có trở lại con đường Phật giáo khẩn cầu mới được thảnh thơi thôi. Chứ nếu như mà không trở về với đạo Phật, không trở về tầm đạo nhiệm sâu thì rất là khổ. Cho nên hôm nay chúng ta nhớ rằng chỉ có người tu, chỉ có người tu mới chuyển hóa được từ cái sự khổ của xác thân, từ sinh lão bệnh tử mưu cầu bắt đắc ái biệt ly quan tăng hỏi ưu sầu lo ngại, thì trở lên cái con đường giải thoát, con đường thánh thiện khi chúng ta về bên cực lạc. Bởi vì sống trong cõi hạ nguyên này, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ nè. Chỉ có con đường tu chúng ta mới hưởng được cảnh là tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi nào ai rõ, cái vui triệt đáo thì đó là thức thời tầm đạo nhiệm sâu. Và khi tầm đạo nhiệm sâu rồi, Thầy mới dạy thêm câu thứ ba: khuyên dân đừng chi áo rẻ bâu. Như vậy thì đây Đức Thầy dùng cái từ dân, bởi vì Đức Thầy, tôi nói rồi, Đức Thầy kêu gọi chung trong tinh thần dân tộc, trong tinh thần tôn giáo. Thí dụ như phải gồng rã là tín đồ Thầy, Thầy gọi là bổn đạo rồi, hoặc là thiện nam tín nữ rồi. Nhưng ở đây Thầy dùng cái từ dân là chúng ta thấy rõ là Đức Thầy đang kêu gọi người dân trong năm kỳ lục tỉnh nói chung, rộng nói chung, và trong đó có tín đồ Phật giáo Hồng Hảo chúng ta. Như vậy thì khuyên dân đừng chi áo rẻ bâu, thì Đức Thầy đưa ra một cái hình ảnh áo rẻ bâu, giống như trong cái bài ngao ngán tình đời, Thầy dạy rất rõ là ngao ngán tình đời gắm cuộc âu, đông tây nam bắc cũng chung bầu, cớ sao thế sự người sang cả, phân biệt tước quần áo rẻ bâu. Như vậy thì sở dĩ Đức Thầy viết cái từ khuyên dân đừng chi áo rẻ bâu là bởi vì lúc bây giờ dân tộc Việt Nam chúng ta đang chia rẽ một cách trầm trọng. Chia rẽ trong tinh thần dân tộc, chia rẽ trong cái tinh thần tôn giáo, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Mà nếu như dân tộc chúng ta mà chia rẽ thì quý vị biết rằng, nhìn cái mẫu chuyện bó đũa chúng ta biết rất rõ. Nếu mà chia rẽ rồi thì không bao giờ còn đủ sức mạnh. Nó giống như mỗi chiếc đũa thôi thì bị kẻ ngoài họ bẻ gãy một cách dễ dàng. Chỉ có tinh thần đoàn kết, vậy anh em hãy chung lưng lại dùng sức mình đánh bại kẻ thù đó, tỏ ra khí phách trưởng phu dung long tuyền kiếm tận tru gian thần, thì lúc đó là thành một bó đũa mà ông cha ta đã đưa ra bó đũa rồi. Vì vậy ở đây Đức Thầy kêu gọi tinh thần đoàn kết, đoàn kết hai mặt, đoàn kết một mặt là chống giặc ngoại xâm, và một mặt đoàn kết trong tinh thần hòa hảo. Cho nên Đức Thầy đưa ra chiếc áo và cái bâu. Theo từ điển, cái bâu nó có hai nghĩa đồng đạo à. Cái thứ nhất, cái bâu là cái cổ áo. Cái thứ hai, cái bâu là cái túi áo. Mà nếu như rẻ là gì? Hai cái này nó rời với nhau rồi rẻ. Vì vậy cho nên nếu mà cái áo mà nó rời cái cổ thì cái áo nó không còn cái áo nữa, mà nó là một mảnh vải vụn. Mà nếu cái áo mà thiếu cái túi cũng không có nguyên dạng cái áo nữa, phải không? Cho nên ngày xưa trong Lục Văn Tiên thì cụ Đồ Triểu đã nói rất rõ rồi: mấy ai mặc áo không bâu, ăn cơm không đũa, ăn trầu không câu. Như vậy thì ý như cụ Đồ Triểu cũng nói rằng, đem cái hình ảnh áo rẻ bâu
để kêu gọi tinh thần đoàn kết. Hai cái này phải gắn chặt với nhau. Mà ở đây Đức Thầy cũng dạy rất rõ, giống như trong cái bài Ngao Ngán Tình Đời mà chúng tôi vừa nhắc lại. Như vậy thì áo rẻ bâu, nếu như dân tộc Việt Nam chúng ta chia rẽ, người tín đồ Phật giáo Hảo chia rẽ, thì hãy nhìn chiếc áo kia, nó trở thành một cái miếng vải vụn và nó không có kết, không có đạt một cái vật hữu dụng, và nó trở thành một cái vật phải nói rõ là vô vụn rồi. Kính thưa đồng đạo, vậy thì qua câu giảng này, ý muốn nói rằng có hai cái ý. Một là trong tinh thần dân tộc, người dân Việt Nam lúc này cần phải đoàn kết để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Bởi thầy dùng từ dân nè, bởi vì dầu sao chúng ta đi chăng nữa thì mình cũng là Nam Việt, cũng màu da nè, sao lại chê bai thói tục nhà. Kính thưa đồng đạo, Đức Thầy luôn luôn kêu gọi tinh thần dân tộc, mà Ngài đã giải rất rõ. Đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật. Đây là về tinh thần đạo Pháp, một chiến sĩ trì trí của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Đây là vì dân tộc, sẵn sàng cùng đoàn thể mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng nói của non sông, cương quyết đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chung cho nòi giống. Đức Thầy kêu gọi rất rõ. Cho nên lúc bây giờ Đức Thầy muốn nhắc như vậy để thấy rõ rằng chúng ta vì cái sự chia rẽ mà người Pháp có cơ hội thôn tính đất nước Việt Nam chúng ta trong cái đoạn hiện tại và kéo dài gần ngót 100 năm. Cho nên cái ý này cũng không ngoài ca dao tục ngữ Việt Nam, đồng đạo ạ. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống như chung một vàng, hoặc là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Và hôm nay Đức Thầy cũng nhắc nhở thêm không khác ý này, làng gần chứ những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Hay hoặc là đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống lạc hồng thượng cổ. Dân tộc Việt Nam chúng ta là giống dân hồng lạc mà, dân ta dòng giống tiên bang chứ không có giống ngỗ ngang hung sùng. Vì vậy cho nên ý đầu tiên muốn nói ở chỗ khuyên dân đừng giáo rẻ bâu, thì giờ này trong tinh thần dân tộc đang kêu gọi tinh thần đoàn kết để đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm. Và thật sự chúng ta làm được điều đó. Vì vậy cho nên chúng ta đã đoàn kết, đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, chẳng những giặc Pháp mà luôn cả đế quốc Mỹ cũng phải đầu hàng. Và cuối cùng Việt Nam chúng ta đã giành lại sự độc lập. Thì đây lời kêu gọi Đức Thầy rất là hữu hiệu, dầu rằng thời gian mấy mươi năm sau đó, nhưng mà chính vì sự đoàn kết đó mà chúng ta đạt được kết quả. Cho nên hôm nay biết đạo rồi, thì ngoài cái việc chúng ta tu hành ra thì mình cũng phải có một tinh thần đoàn kết. Đoàn kết mới làm được mọi sự việc, mới làm được mọi sự việc, dầu đại hay đạo. Thì đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, đây trong tinh thần Phật giáo Hòa Hảo, thì đạo chúng ta đồng đạo biết rồi, Đức Thầy khai đạo ngay cái làng Hòa Hảo. Vì vậy cho nên mình cũng phải đoàn kết lại, chúng ta đừng có chia rẽ. Nếu như bây giờ trong nội bộ đạo của mình mà mình chia rẽ ra, nhóm này không chấp nhận nhóm kia, nhóm kia lại quỷ bán nhóm này, thì chúng ta thấy rõ rằng cái người đau khổ nhất là ai? Là thầy của mình. Thầy chúng ta ở một phương trời xa thẳm kia, khi đối hoài về đàn con thảo dưới này, thấy ở đây chúng ta đồng đạo mình chỉ năm xẻ bảy thì thầy không có vừa bụng vậy. Cho nên thì trong lịch sử Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, từ ngày Đức Thầy vắng mặt đến giờ, đồng đạo thấy đã có nhiều cái cuộc biến cố, và đặc biệt có nhiều cái sự chia rẽ trầm trọng trong nội bộ đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Mà ngày giờ này cũng vậy, cũng ngấm ngầm có một cái sự chia rẽ. Cho nên tôi mong rằng đây là một cái sự Đức Thầy kêu gọi. Thầy đã biết được rằng sau này tín đồ của thầy sẽ có cái sự chia rẽ, cho nên thầy mới nhắc nhở làm sao từ trên tới dưới thượng hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang, hay hoặc là cả kêu lớn nhỏ để huynh từ đây nhẫn nại chống kình làm chi, hoặc là chớ chia rẽ phải đồng tâm lực mới khua vọng vàng đến thức bốn phương được, mới chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thượng chọn đường quy nguyên. Còn nếu như giờ này chúng ta chia năm xẻ bảy với nhau, chúng ta không đoàn kết, thì mọi người mạnh ai nấy làm, thì đạo chúng ta không phát dương, tinh thần dân tộc không phát dương, tinh thần đạo Pháp không phát dương. Mà nếu dân tộc không phát dương thì sao? Bởi thầy dạy nước mất thì cơ sở của đạo sẽ bị lấp vùi, nước còn nền đạo được phát khai được rỡ. Còn nếu đạo chúng ta mà không đoàn kết với nhau, không thương yêu lẫn nhau như con một cha, thì làm gì chúng ta dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức được. Cho nên chính vì vậy nên điều đăng cấm thứ 8 Đức Thầy đã nói rất rõ ý này. Do đó cho nên chúng tôi muốn nói đây, thì mọi đồng đạo chúng ta nên bỏ cái sự hiềm thù cá nhân, nên bỏ cái gì đó thuộc về cái tư tưởng độc tài, nên bỏ cái gì đó thuộc về cái bản ngã cá nhân mà đòi hỏi. Chúng ta nên nhìn một cái nhìn tổng quan bây giờ. Chúng ta nên nhìn một cái nhìn rộng hơn để vì thầy, vì đạo. Chúng ta đừng nhìn cá nhân của người này người kia nữa. Cá nhân người nào làm lỗi thì cái người đó phải chịu tội với thầy sau này, chứ chúng ta không dính dáng gì. Cái quan trọng là chúng ta vì thầy, vì đạo, vì cái dĩ nghiệp mà Đức Thầy để lại để phát vui dương đàn đạo. Chúng ta phải tìm mọi cách để làm cho thế giới này, làm cho loài người này hiểu được Phật giáo Hòa Hảo,
Mà như cái hoài bão Đức Thầy, đó là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc, hay hoặc là biết làm sao lên lưng bạch hạc bay cả trời. Tối từ bi, chúng ta phải có một cách nhìn như vậy, phải luôn luôn hướng về một cái hoài bão Đức Thầy, bỏ hết những cái nhân ngã, những cái tư tưởng độc tài, những cái bản ngã. Rồi chúng ta dẹp hết những cái thị hiềm đó, thì tôi tin chắc rằng đạo Phật giáo hảo chúng ta mới vững mạnh. Cho nên đến cái câu cuối cùng Thầy dạy là phải hợp tác, gieo trồng giống quý. Như vậy thì hợp tác, mà nếu muốn hợp tác là phải vui vẻ, phải hòa thuận, phải không có cái cảnh chia áo đẻ bâu mà hợp tác được. Còn nếu bây giờ chúng ta cứ chia áo đẻ bâu làm sao hợp tác được? Tôi nói nôm na trong cộng đồng Phật giáo hòa hảo mình thôi. Thì quý vị thấy không lạ gì mà chúng ta thấy giữa hai cái khái niệm. Một là Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo hòa hảo, đây là chính thống, được nhà nước công nhận, được tổ chức và làm việc tại An Hòa Tự, tại Tổ Đình. Thì đây là gọi nói phải nói rõ là chính thống rồi. Thì có rất nhiều đồng đạo ủng hộ trong toàn đạo. Bên cạnh đó cũng có một số vị đồng đạo chúng ta vì cái sự cá nhân cũng không ủng hộ. Rồi lại lập ra một cái tên khác gọi là Phật giáo hảo thuần tí, chuyên hoạt động trên các trang mạng xã hội. Thì vấn đề này chúng ta suy nghĩ lại. Như vậy thì nếu mà hợp tác hai bên với nhau, thống nhất với nhau trở về một, thì chúng ta phải đoàn kết. Cho nên hợp tác là cùng nhau, cùng nhau, nhiều người cùng nhau hợp tác. Vì cái công cuộc phát dương đàn đạo thì cái công cuộc này đòi phải có nhiều người. Tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng phải liền lưng đau cật với nhau. Tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng có trách nhiệm để làm cho đạo Thầy phát khai rực rỡ. Ai cũng phải có trách nhiệm để thắp lên cái ngọn đuốc từ bi chí thiện này, chứ không riêng ai. Ở đây tôi không phân biệt Phật giáo hảo nào cả. Chỉ cần chúng ta có quy theo Đức Thầy, chúng ta có tu theo lời Đức Thầy, có học đọc sấm kinh Đức Thầy, thì tất cả chúng ta là đồng đạo với nhau. Tất cả chúng ta là anh em một cha với nhau. Chúng ta đừng phân biệt nữa, đừng có phân biệt thế này thế khác nữa, để rồi Thầy buồn quá gì á. Cho nên chúng ta cần phải hợp tác. Giờ này đồng đạo chúng ta cần phải ngồi với nhau, liền đứng đấu cật với nhau để đưa ra những cái giải pháp để phát dương nền đạo. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đạo chúng ta cũng chính vì cái sự chia rẽ này nè. Cho nên nếu như đạo chúng ta mà đúng theo cái tông Phật giáo hòa hảo, Phật dạy hòa thượng tốt đẹp như Đức Thầy chúng ta dạy, thì tôi tin chắc rằng đạo mình phát triển gấp 10 lần. Tôi khẳng định một điều gấp 10 lần với bây giờ đồng đạo à. Chứ thật chắc ra đồng đạo thấy vậy đó. Chứ trong đạo chúng ta giờ này thì có nhiều cái sự chia rẽ, không có đoàn kết với nhau. Cho nên thì tôi thì nói chung không nghiêng về bên nào. Tôi chỉ nghiêng về những cái yếu tố nào mà đồng đạo thực hiện đúng là Đức Thầy. Thì tôi rất là cảm nể. Và tôi không chấp nhận những cái biến tướng, những cái lệch lạc lời Thầy dạy, thì điều này tôi không chấp nhận. Chứ tôi không nghiêng về một bên nào cả. Cho nên tôi muốn kêu gọi tất cả đồng đạo chúng ta quay trở lại, trở về với một. Mà Thầy dùng cái từ hợp tác. Bởi vì có trở về với một, có hợp tác với nhau, chúng ta mới gieo trồng giống quý được. Kính thưa đồng đạo, chứ nếu như chúng ta không hợp tác với nhau thì chúng ta gieo trồng giống quý không đạt kết quả. Tức là gieo trồng giống quý là gì? Có nghĩa là giờ này chúng ta phải ban rải đạo màu khắp nơi nơi trong bá tánh, để cho mọi người thừa hưởng được cái linh diệu đó, để mọi người phát khai nảy nở. Bởi vì cái giống quý này vốn dĩ đã có sẵn trong tâm của mọi người. Cho nên cái từ giống quý đây thì chúng ta có thể phân làm hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, vì cái tinh về cái tinh thần dân tộc, thì giống quý đây là giống dân học lạc, giống hồng lạc, kim chi ngọc diệp là giống quý. Vì vậy cho nên dân tộc Việt Nam chúng ta tự hào rằng mình là do một bào thai sinh ra. Giống chúng ta là phải nói rõ là giống quý đó vậy. Tức là cũng gốc ngài Thượng Đế xuống trần, không phải là đơn giản đâu. Do đó cho nên hôm nay dầu có khác nhau về tôn giáo, dầu có khác nhau về sự tín ngưỡng tự do, nhưng mà tất cả chúng ta đều là giống quý, đều là con của Lạc Long Quân, đều có người mẹ là Âu Cơ, đều có một cái lễ dỗ chung của tông tổ chúng ta là Hùng Vương, Quốc Tổ Hùng Vương. Thì đây là giống quý thứ nhất. Cái giống quý thứ hai mà Thầy cho biết rằng giống bác ái gieo sâu vô tận, thì giống này là giống Phật, là chủng tử Phật. Như vậy thì cái chủng tử Phật này không riêng tôi dẫu gì có, mà chủng tử Phật này đâu đâu cũng có hết. Bởi vì đâu đâu bá tánh cũng con lành, Thầy dạy cho đều khắp chúng sanh. Vậy thì chủng tử Phật này Thầy đã xác định là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng vại tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Cái chủng tử Phật này Đức Phật đã xác định với ông Hồ Nguyên rằng đã nhất thiết chúng sanh về hữu Phật tánh. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta cần hợp tác, mình mới gieo trồng cái giống này. Mà Thầy đã dạy rằng chí toan gieo giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan, Thầy dạy rất rõ rồi. Như vậy thì trong phiến thiện Thầy đã nhắc nhở như vậy, thì giờ này Thầy đã vắng mặt rồi.
cái nhiệm vụ quan trọng này Thầy giao lại tất cả tín đồ Thầy, trong đó có tôi và quý vị. Cho nên chúng ta không có lý do gì mình phân biệt, không lý do gì chúng ta chia rẽ, mà mình cần phải đoàn kết với nhau. Bởi vì mình cần đoàn kết, mình mới gieo được cái giống quý này trên một cái mảnh ruộng tâm, để cho đồng đạo chúng ta trở về với thánh thiện, để cho mọi người phát triển tu hành. Bởi vì mọi người ai cũng có Phật tánh hết rồi. Nhân loại chúng sinh trong tứ loại đều có Phật tánh. Nhưng mà giờ này chỉ cần phân, chỉ cần nước, chỉ cần một cái đám mưa Phật Pháp mà Thầy dạy là hạp mù tiết giống kia bất luận thải mọc mầm trổ lá mấy màu, trong chúng sanh nghĩ tận đua đầu về cực lạc mới là hết khổ. Vì vậy cho nên bây giờ giống là đã có hết rồi. Nếu nói giống quý là mọi người đều có hết rồi. Và mọi người đang khao khát những cái cơn mưa Pháp, kính thưa đồng đạo ạ. Cho nên chúng ta phải hợp tác. Bởi vì có hợp tác với nhau chúng ta mới ban bố những cơn mưa Pháp được. Và khi có những cơn mưa Pháp mà ban bố rồi, thì cộng đồng, nhân loại đại đồng, người ta sẽ hưởng ứng và người ta sẽ tu theo. Và từ đó thì giống bồ đề mới được sinh sôi nảy nở. Còn nếu giờ này chúng ta không ban được những cơn mưa Pháp, hoặc giả là những cơn mưa Pháp chúng ta ban với một cái tính cách là nhân ngã, với một cái tính cách là phiền não, với một tính cách là đi xê lạc về tôn chỉ học Phật tu nhân Đức Thầy, thì vô hiệu quả, không có tác dụng gì cả. Và nhiều khi người ta lại, tức là mình ban nhầm đó, ban sai đó, ban không đúng đó, thì nhiều khi còn lại ảnh hưởng đến cái tác dụng phụ đối trong đạo của chúng ta. Cho nên qua cái câu cuối cùng này, phải hợp tác, phải hợp tác gieo trồng giống quý, thì tôi mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta phải là từ trên tới dưới thượng hòa, hay hơn châu báu một ngày giàu sang. Mình phải hòa thuận, mình là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, là những người gương mẫu. Bản thân chúng ta gương mẫu trước đi. Mình có là phải nói rõ là tu cầu gia đạo vuông tròn, trồng hòa vợ thuận cho con thảo hiền, mình thành là một cái khối đại đoàn kết. Thì có gương mẫu như vậy thì người khác, người ta nhìn đạo mình về một cách tích cực, thì người ta tự động sẽ tu theo mình, người ta sẽ nghe theo giáo lý Đức Thầy của mình, và người tu theo đạo mình. Thì đó mới đúng với cái nghĩa là gieo trồng giống quý. Tức là làm cho hạt giống của mỗi bồ đề tâm, mỗi hạt giống của mỗi cái con người, của mỗi là chủng tử Phật trong tứ loài chúng sinh, thì gặp một cái cơn mưa Pháp, thì tôi tin chắc rằng hạt giống này sẽ sinh sôi nảy nở. Và cái đó là cái điều Đức Thầy đang trông chờ. Đức Thầy đang chờ đợi mọi người tu hành. Bởi vì nếu thế gian còn chúng mê tân thì ta chẳng ăn vui cực lạc. Nếu thế gian này mà còn mê, còn luân hồi sinh tử thì Đức Thầy không ăn vui. Giống như Thầy dạy là phần sĩ tăng tay trống miệng càng giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn tăng sĩ mới trở về nó thanh tịnh. Mà Thầy rất rõ rồi. Như vậy thì với một cái ý chí của một vị vật Phật, với một cái tâm nguyện của Ngài là thể quyết một lời ta độ tận. Cho nên chúng ta phải hưởng ứng cái tâm nguyện này. Mình phải hiểu được điều này để chúng ta cùng Đức Thầy, để chúng ta làm cái theo cái ước nguyện Đức Thầy trong thời kỳ này, để cuối cùng rồi chúng ta và mọi người trở về với hòa hảo, mới đến được cái câu là mãn trời trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo được. Do nên cái câu cuối cùng, cái câu gieo trồng bóng trong quý này thì cuối cùng sẽ đạt được ở chỗ là khắp bốn biển liên dây hòa hảo, chứ không phải miền Nam nước Việt, cũng không phải trong nước Việt Nam chúng ta. Mà nếu muốn làm được điều đó thì đòi hỏi đồng đạo chúng ta phải đoàn kết, đòi hỏi đồng đạo chúng ta phải sống vì tập thể, phải sống vì đạo Phật giáo hòa hảo, sống vì thầy, sống vì đạo, và phải đòi hỏi đồng đạo chúng ta phải hợp tác với nhau. Chứ một mình ên tôi làm đâu có được, một mình ên ban cho sự trung ương hội Phật giáo hòa hảo làm cũng không đủ nữa, mà phải đòi hỏi tất cả đồng đạo chúng ta trong nước và ngoài nước phải có một tinh thần đoàn kết. Chúng ta là một thầy một đạo, đừng vì cái lịch sử riêng tư nữa, mà giờ này luôn cả các đồng đạo chúng ta ở hải ngoại, các đồng đạo phải có một tiếng nói chung, tiếng nói Phật giáo hòa hảo, tiếng nói phát dương nền đạo, để rồi tất cả chúng ta gieo trồng giống quý, để chúng ta không phụ thầy, kính thưa đồng đạo. Và đặc biệt đây là thầy viết về giác mê tâm kệ, trở về nội tâm. Cho nên tôi mong rằng những cái chúng tôi trình bày ngoài cái tướng ra, thì mọi đồng đạo chúng ta phải thật sự đoàn kết, phải thật sự hợp tác, trở về nội tâm thật với lòng mình, thì có như vậy chúng ta mới đạt được kết quả trong con đường tu hành của mình. Và chúng ta thực hiện theo cái lời kêu gọi của Đức Thầy, đó là trong lục tỉnh ai là người trí, mau thức thời tầm đạo nhiễm sâu, khuyên dân đừng chi áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quý, kính thưa đồng đạo. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề, thì cũng trên dưới hơn 60 phút rồi. Thì thời lượng thì chúng tôi cũng đã thực hiện xong với cái sự hiểu của mình qua bốn câu giảng này. Thì trong quá trình trao đổi thì chắc có lẽ là không sao, mà tránh khỏi những sơ sót.
Rất mong quý vị đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ phước thêm. Thì trước khi rời khỏi diễn đàn thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta trong nước và ngoài nước và các cái tổ chức khác có một cái suy nghĩ lệch lạc gì đó, thì mong rằng tất cả quý vị chúng ta quay về với hòa hảo, quay về với tổ đình, quay về với an hòa tự, cái nơi mà Đức Tôn Sư chúng ta ngày xưa đã hoằng hóa trong quá trình Ngài chưa vắng mặt, để rồi mọi đồng đạo chúng ta cố gắng, mỗi người là một hạt sỏi, hạt cát, mỗi người là một cái viên sỏi, một cái viên gạch, để xây dựng một cái tòa lầu đài đạo hạnh vô thượng vô song với bốn chữ Phật giáo hòa hảo. Mà bản thân tôi thì tôi cũng nguyện để làm một cái viên cát, một hạt cát để cùng quý vị, cho nên phải nhờ các viên sỏi, các viên gạch của quý vị thì chúng ta mới làm được cái việc lớn này. Thì đây là chúng tôi muốn nói cái lời nói tận đáy lòng của mình. Và giờ này chúng ta đừng có chia phe chia phái, đừng có một cách nhìn phải nói rõ là lệch lạc với tôn chỉ giáo lý, mà chúng ta nên trở về với một theo điều đoạn cấm thứ 8 mà thầy dạy. Thì cuối cùng thì cũng mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng thuận hòa, bởi vì khi thuận hòa, khi đoàn kết rồi thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công đắc quả trong hiện tại, sẽ làm cho mọi người hiểu được Phật giáo hòa hảo, và tương lai thì tất cả chúng ta sẽ được gặp thầy để được Đức Thầy bế bồng con dạy hát bài khải ca. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.